qua 55 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng. Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, ngày 27 tháng 1, các lực lượng chức năng đã vào cuộc thần tốc và phát hiện thêm 82 ca dương tính mới. Trong đó Hải Dương có đến hơn 70 ca. Tại ổ dịch này chưa xác định được trường hợp F0. Tại Quảng Ninh là 11 ca COVID-19 mới. Thông tin được ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, chia sẻ trong cuộc họp khẩn về công tác phòng chống COVID-19 do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Đến nay, các lực lượng đã cơ bản khoanh vùng, xác định các đối tượng cần lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời kích hoạt hệ thống phòng chống dịch bệnh tại các địa phương. Sáng nay ngày 28 tháng 1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc triệu tập cuộc họp khẩn về công tác phòng chống COVID-19 tại phòng họp thuộc Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, nơi Đại hội 13 đang diễn ra. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Báo cáo Thủ tướng tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, các lực lượng chức năng đã vào cuộc. Đến nay đã ghi nhận thêm 72 ca nhiễm tại ổ dịch ở công ty trách nhiệm hữu hạn POUN, xã Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, Hải Dương liên quan bệnh nhân 1552. Còn tại sân bay Vân Đồn, ghi nhận thêm 10 ca nhiễm mới sau ca nhiễm của bệnh nhân 1553. Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, sau 55 ngày không có ca lây nhiễm mới, chúng ta đã ghi nhận 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng nhưng chúng ta đã phản ứng cương quyết, kịp thời, thái độ dứt khoát, mạnh mẽ hơn. Ban chỉ đạo Bộ Y tế, hai tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh đã có những biện pháp hết sức quyết liệt như truy vết, khoanh vùng. Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục thực hiện biện pháp hành chính mạnh mẽ như không cho người từ Hải Dương, Quảng Ninh di chuyển ra ngoài tỉnh, tiếp tục sàng lọc, tìm nguồn gốc, ổ dịch lây nhiễm. Lãnh đạo Ban chỉ đạo Bộ Y tế, Hải Dương, Quảng Ninh trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống dịch. Thủ tướng yêu cầu khoanh vùng, cách ly truy vết thần tốc trên diện rộng nhưng cũng phải hết sức bình tĩnh. Cuộc họp được tổ chức sau khi phát hiện 2 ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, 1 ca ở Hải Dương và 1 ca ở Quảng Ninh. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết đến nay, các lực lượng đã cơ bản khoanh vùng, xác định các đối tượng cần lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời kích hoạt hệ thống phòng chống dịch bệnh tại các địa phương. Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Bộ Y tế và các lực lượng liên quan triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh mạnh hơn. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, do các bệnh ở Hải Dương có liên quan tới ca bị nhiễm SARS-CoV-2 chủng mới, theo thông tin của phía Nhật Bản, nên cần đặc biệt cẩn trọng, đảm bảo an toàn tối đa cho lực lượng phòng chống dịch. Đối với tỉnh Hải Dương, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã lấy 190 mẫu xét nghiệm, cho kết quả 72 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Tại Quảng Ninh, các lực lượng chức năng đã tiến hành các biện pháp phong tỏa khu vực sân bay Vân Đồn, xác định được 355 ca F1, 124 ca F2, 2 ca F3 của bệnh nhân số 1553 đã công bố sáng ngày 28 tháng 1. Kết quả xét nghiệm phát hiện thêm 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, lực lượng chi viện của ngành y tế đã nhanh chóng có mặt tại huyện Chí Linh, Hải Dương như đã chi viện cho Đà Nẵng trước đó. Theo đó, các lực lượng khẩn trương lấy mẫu nhanh cho các ca F1, F2, xác định các đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân 1552 đã công bố sáng ngày 28 tháng 1. Trước đó, bệnh nhân 1552, nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn POUN, có địa chỉ thường trú tại Kim Điền, xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Bệnh nhân có giao tiếp gần với bệnh nhân nữ được phát hiện dương tính sau khi nhập cảnh Osaka, Nhật Bản. Bệnh nhân đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm khẳng định tối ngày 27 tháng 1 cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2. Bệnh nhân 1553, nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là nhân viên cảng hàng không Vân Đồn, có địa chỉ thường trú tại phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Do có biểu hiện sốt, ho khan, đau họng, bệnh nhân đã tự đến bệnh viện khám. Bệnh viện đã lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả xét nghiệm tối ngày 27 tháng 1 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Quảng Ninh khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh. Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 ở Chí Linh, Hải Dương, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo thành phố Chí Linh điều tra, xác minh thông tin, đồng thời truy vết, khoanh vùng và phun khử trùng, xác định, lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp bệnh nhân nữ được phát hiện dương tính sau khi nhập cảnh tại Nhật và thực hiện cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm. Qua điều tra dịch tễ, hiện tại cơ quan chức năng ở Hải Dương truy vết được 237 người tiếp xúc gần F1 với 2 bệnh nhân trên. Trong đó, có 60 người ngoài cộng đồng, 177 người tại công ty trách nhiệm hữu hạn POUL và lấy mẫu được 204 mẫu, trong đó có 18 chuyên gia người Trung Quốc. Trước đó, chiều và tối muộn ngày 27 tháng 1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 đã có liên tiếp 2 cuộc họp khẩn với lãnh đạo Bộ Y tế và hai tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương. Sau khi nhận được thông tin từ phía Nhật Bản về việc phát hiện một phụ nữ Hải Dương dương tính với SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh vào Osaka, ngày 27 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã cử ngay đoàn công tác của Bộ Y tế gồm lãnh đạo và chuyên gia chống dịch của 3 đơn vị, bao gồm Cục Y tế Dự phòng,
Cục Quản lý Môi trường Y tế và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tới Hải Dương hỗ trợ địa phương triển khai điều tra, giám sát dịch tễ và các biện pháp khẩn cấp đáp ứng phòng chống dịch.